Chào mừng các bạn quay lại với Nghề Trader. Và sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất cho phiên giao dịch ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN Index. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số VN Index đóng cửa mức 1.077,59 điểm và tăng nhẹ 1,62 điểm so với phiên ngày hôm qua, cũng như là mức tăng là gần như đi ngang ở mức 0,15%. Về thanh khoản thì khối lượng hôm nay đạt mức là 634 triệu cổ phiếu với giá trị là 11.000 tỷ. Khối ngoại thì đã quay trở lại mua ròng với một mức độ gấp hơn 4 lần ngày hôm qua với mức là 431 tỷ. Thì nhìn chung thị trường hôm nay có thể nói là xanh vỏ đỏ lòng khi mà hầu hết các cổ phiếu thì đều giảm điểm. Tuy nhiên thì một số cổ phiếu ngân hàng ở trong VN30 đã kéo được chỉ số lên trên mức tham chiếu. Mặc dù thì có lúc thấp nhất thì VN Index đã chạm mức 1070. Tối hôm qua thì đêm hôm qua sau khi Fed quyết định tiếp tục nâng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2023 với mức là 0,25 điểm phần trăm. Điều này thì đã được giới chuyên gia dự báo từ khoảng vài tháng gần đây, nên là cái động thái tăng này cũng không có gì đáng quá là đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên những cái phát biểu của ông Jerome Powell là chủ tịch Fed sau khi quyết định tăng lãi suất thì lại có thể khiến chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Nhưng mà trong bài phát biểu thì ông vẫn kiên quyết với cái lập trường diều hâu của mình, và có thể nói là rất khó để lãi suất của Mỹ sẽ giảm, có thể phải đến 2024. Và trước đó thì ít nhất chúng ta sẽ còn thêm một đợt tăng nữa với mức tăng là 0,25 điểm phần trăm, có thể trong phiên họp tháng 3 năm 2023. Vậy là chính vì nó không đi ngoài cái sự kỳ vọng của mọi người nên là thị trường nhìn chung không bị ảnh hưởng nhiều từ cái thông tin này. Thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thị trường đóng cửa bằng một nến doji này, thể hiện sự lưỡng lự và cái sự xung đột giữa phe mua và phe bán ở tại khu vực này. Hôm nay thì thị trường đã chạm mức Fibo tiếp theo, đó là Fibo 382 tại mức 1070. Đây cũng là mức ở trong chương trình cập nhật của ngày 30 mình nói là nếu giá chạm vào đây chúng ta có thể bắt đầu canh giải ngân. Và khi mà thị trường chạm mức này thì chúng ta có thể bắt đầu mua dần. Tuy nhiên thì mình đánh giá mức 1070 này thì số vốn mà chúng ta bỏ ra chỉ lên dừng ở khoảng từ 5 đến 10% tổng NAV. Còn chúng ta sẽ để dành tiền để khi mà index về đến các vùng hỗ trợ mạnh hơn và tiềm năng hơn. Vùng hỗ trợ đầu tiên đó là quanh vùng 1036 cho đến 1050. Và tiếp theo sẽ là vùng Kumo dày này, từ khoảng 980 cho đến 1000. Đây chính là một vùng chờ mua tiếp theo. Khi mà chúng ta mua ở những vùng này thì trường hợp giá quay xuống mây và sau đó thì xu thế thay đổi. Với Chimoku thì chúng ta thấy là đám mây tương lai sẽ giao cắt chuyển giảm này, Tenkan cắt xuống Kijun này và đi xuống mây, và Chikospan thì đi xuống xuyên qua đường giá. Khi đó thì chúng ta bắt buộc phải tiến hành cắt lỗ. Và việc cắt lỗ ở đây thì sẽ đảm bảo chúng ta không bị rơi vào những cú sập giống như 2022. Vì khi mà nó xác định xu thế giảm thì nó có thể dễ dàng về đến vùng đáy cũ và thậm chí xuyên qua, cũng không phải là điều gì quá là kỳ lạ. Thị trường chứng khoán của chúng ta nhìn chung thì trong giai đoạn này là giai đoạn mà thị trường sẽ cần phải hấp thụ dần những cái kết quả kinh doanh của quý 4 năm 2022. Sau đó thì chúng ta sẽ cần chờ đợi thêm những thông tin khác về vĩ mô để xem là có sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc là ngân hàng để hỗ trợ thị trường hay không.
Đặc biệt là đối với ngành bất động sản thì chúng ta cần phải chờ cái nghị định 65 cũng như là chờ xem bao giờ thì lãi suất mới thực sự lập đỉnh và bắt đầu giảm dần. Thì khi đó thì mình nghĩ đến việc là thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên. Mình nghĩ thì có nhanh cũng phải tầm cuối năm nay thì may ra thị trường bất động sản mới có thể ấm lên được. Bây giờ thì nói chung là rất là khó khăn. Và còn một tin tức cũng khá là đáng quan tâm, đó là việc Ngân hàng Nhà nước thì đã dừng việc hút ròng qua kênh OMO. Mà từ mình theo mình quan sát thì từ ngày cuối cùng của ngày 19 tháng 1 thì này, ngày cuối cùng của cái ngày của trước khi chúng ta nghỉ Tết, thì từ lúc đó đến tận hôm qua thì SBB liên tục là bơm ròng ra khỏi thị trường. Điều này thì hỗ trợ thanh khoản và giúp cho tiền không bị thiếu, và dẫn đến việc là cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của chúng ta thì đã tiếp tục sụt giảm. Và đây là một tin tốt đối với thị trường chứng khoán. Mặc dù vậy thì mình nghĩ là trong khoảng thời gian này chúng ta cần hết sức thận trọng. Đặc biệt sau cây nến ngày hôm nay thì với cá nhân của mình sẽ không làm gì hết, mà sẽ tiếp tục chờ đợi để chúng ta có thể có được những mức giá chiết khấu đủ sâu. Thứ nhất thì chúng ta phải chờ thị trường về đến vùng hỗ trợ 1036 cho đến 1050, thì đó thì mình sẽ xem xét giải ngân dần. Có thể vùng này thì chúng ta có thể canh mua từ 20-30%, hoặc có thể mua 50% khi nó về đến các vùng từ 980 cho đến 1000. Và đó là quan điểm cá nhân của mình về thị trường chứng khoán đối với những diễn biến trong phiên ngày hôm nay, và điểm qua một vài thông tin quan trọng cả trong và ngoài nước đã diễn ra trong thời gian từ hôm qua đến hôm nay. Còn bây giờ thì mình xin được kết thúc clip này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai trên kênh YouTube Nghề Trader, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.